Xin chào mọi người nhé. Hôm nay thì bên Chip Store sẽ được review cho mọi người một mẫu giày đang còn hot trong thời gian gần đây bên mình. Mẫu sneaker CS066 màu nâu sáng. Mẫu này thì được anh em khách hàng chính thức bên mình ngã cốt lên 80% để đánh giá về thiết kế. Quan trọng hơn là trải nghiệm lên chân của nó cũng được mọi người rất là ưa thích, bởi vì cái độ mềm của phần đế, phần cao su nhé, phần nệm khí Air Smart giúp cho mọi người có thể di chuyển trong thời gian dài và sử dụng giày mà không lo cái cảm giác bị đau mòn. Sản phẩm bên mình thì có chế độ bảo hành chính thức là 12 tháng. Tuy nhiên thì độ bền của giày Chip Store kéo dài từ 3 đến 5 năm thôi. Mọi người hoàn toàn có thể tin tưởng về chất lượng của nó. Với cái bề mặt da lộn như thế này thì giày sẽ rất ít bị bám bụi bẩn. Và nếu có dính bụi bẩn vào thì anh em cũng cần dễ vệ sinh nhé. Quay gần cho mọi người để nhìn rõ từng chi tiết của giày. Rất là đẹp, đẹp đúng không? Đúng chứ? Đúng. Từ mặt trong thì mùa hè này bên mình có làm là vải mềm lót, nên nó sẽ còn hút mồ hôi rất là tốt. Mọi người đi sẽ không bị lo là mồ hôi chân hay mồ hôi của giày. Phần đế cũng khá là cao nữa. Nếu mà anh em có chiều cao hơi khiêm tốn một chút thì đi giày cũng có thể cải thiện được chiều cao của mình từ 3-4cm. Nếu em thấy quan tâm đến mẫu giày này thì có thể để lại số điện thoại phần bình luận của bài viết ấy. Thì mình sẽ hồi trực tiếp gọi tư vấn giúp mọi người. Này đang có mức giá chỉ có 649.000 trên toàn hệ thống ấy. Cảm ơn anh em đã theo dõi nhé.